Vâng, xin chào các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cái phần mềm dạy và học trực tuyến của VNPT e-learning của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đấy, hôm qua thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn giáo viên tạo một cái đăng nhập này, rồi là tạo tài khoản và đăng nhập để chúng ta sẽ tạo khóa học cho các em học sinh tương tác. Thế vậy trong cái bài hôm qua để các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn là các bạn sẽ làm được cái phần đó. Đấy, thì hôm nay được hướng dẫn qua lại thêm một chút, đó là cái phần đăng nhập ạ. Thì chúng ta sẽ đăng nhập ví dụ tài khoản của giáo viên, sau đó chúng ta sẽ tạo các khóa học. Đấy, thì hôm nay sớm nay tôi đã phân công chuyên môn cho tất cả các đồng chí trong trường rồi, thì các đồng chí sẽ vào, đồng chí sẽ thử làm và có vướng mắc gì hỏi lại tôi. Để tiếp cái bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là ví dụ là một cái đăng nhập một tài khoản học sinh để vào xem là cái các khóa học. Đấy, thì tôi đăng xuất khỏi cái tài khoản của tôi. Tôi sẽ đăng nhập với một cái tài khoản của học sinh trong trường mình. Đấy, ví dụ là của học sinh 1 Tiệp Hướng Hóa. Đấy. Thì đây sẽ hiện lên là em Chuẩn Duy An. Em Chuẩn Duy An này. Đấy. Thì cái khóa học của tôi hôm qua tôi tạo cho em Chuẩn Duy An là học sinh lớp 1A. Thì là cái bài là Khu Vườn Kỳ Diệu. Đấy. Thì qua tôi thử vào thì là em đã học tập, là nó báo là 100%. Đây là máy đang chạy nên đợi một chút. Thế trong buổi sáng ngày hôm nay thì có cô Huyền, cô cũng đã hỏi và cũng tìm tòi và đã tạo ra một khóa học. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra xem khóa học này hôm nay là có ai tạo chưa. Và hôm nay chúng ta đã nhìn thấy là thứ nhất là có một cái khóa học online, đó là cái khu vườn em yêu của thầy Nguyễn Văn Thắng. Rồi là một cái bài nữa của toán lớp 2 của cô Đặng Thị Huyền, trường Tiểu học Hóa, và một bài chủ đề sắc màu thiên nhiên. Đấy, sắc màu thiên nhiên này thì là của lớp 2, nhưng đối tượng của em Trần Duy An này là lớp 1. Với thứ hai tôi để mục là tự do, nên là em có thể học bất kỳ bài nào. Nếu tôi add em mới vào là chỉ học được lớp 1 hoặc học lớp 1A thì em mới chỉ học được cái bài trong lớp 1A thôi, không thể sang lớp 1B để học được. Đấy, đấy là như vậy. Cái mà tôi chia sẻ với các đồng chí hôm qua là như thế. Cho nên là chúng ta khi chúng ta tạo một cái bài học rồi thì chúng ta nên add em đó vào cái lớp của mình. Đấy, chứ không em ấy học lại nhầm lớp mà chúng ta sẽ không kiểm soát được cái em đó học của lớp mình, học cái bài đấy chưa và làm bài ra thế như thế nào. Đấy, nên là học một lớp, cô dạy một lớp nhưng lại làm bài một lớp khác thì nó sẽ không đảm bảo. Như vậy chúng ta phải add cái em lớp của mình vào đúng cái môn, cái bài của mình dạy và bắt buộc em đó phải làm cái bài đó, thì em không thể làm cái bài khác được. Đấy, còn hiện tại đang thử thì tôi cho em làm cái để làm tự do, có thể làm liền gần lớp 3, lớp 4 được. Nên như vậy thì như thế là nó sẽ không hợp lý. Đấy, ví dụ tôi kích vào cái chủ đề sắc màu thiên nhiên khối 2 mỹ thuật, thì trong cái phần này thì có phần mô tả. Đấy, để tôi cho nêu mô tả vào đây. Đấy, là cái nội dung yêu cầu của cái bài này để học các em xem được thế nào, để nhận ra được vẻ đẹp thiên nhiên này, vẽ được tranh phong cảnh đơn giản này, giới thiệu được và nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn. Đấy, nội dung và bắt đầu khóa học đây mình miêu tả đều có này, từ mùng 9 đến 12. Đấy, và đăng ký học là không cho phép. Đấy, số học viên là 35. Rồi, thế bây giờ vấn đề đề cương. Đấy, đề cương của tôi, trong đề cương tôi sẽ cho làm 3 nội dung. Là hoạt động 1 chính là cái đề cương trong cái giáo án của chúng ta đấy. Hoạt động 1 của tôi là có hoạt động tìm hiểu. Hoạt động 2 là cách thực hiện. Hoạt động 3 là bài tập. Đấy, thì các em sẽ tích vào từng mục này, chương mục để các em học. Cái này rất là trực quan, rất là dễ thôi, không có gì cả. Đến phần tài liệu, thì tài liệu là nếu cái tài liệu tham khảo hoặc tài liệu thêm ngoài thì chúng ta đưa vào thì nó sẽ đưa vào đây, nằm một tài liệu ở đây. Đây không đưa một hình. Đây là phần đánh giá. Đánh giá là các em đánh giá mức độ. Đấy, môn học.
Thế nó quay lại phần đề cương. Thế trong hoạt động 1 tìm hiểu, các em sẽ tích vào từng mục để các em học. Tích vào mục 1. Đấy. Đây là tôi đã đưa một cái cách cài đặt phần mềm Zoom trên laptop. Thì đây là một video nhúng. Thì các em sẽ tích vào đây để các em xem cái video đó nó hướng dẫn cái bài đấy là như thế nào. Và hướng dẫn các em ấy là các em sẽ tích vào đây. Đấy. Các em hãy xem. Đến cái chương mục thứ hai là cái hoạt động thực hiện. Thì trong cái cách thực hiện này thì tôi lại đưa hai nội dung, đó là một cái nội dung bài PowerPoint và một lớp học Zoom. Đấy. Lớp học Zoom này là cái đây chính là cái địa chỉ Zoom của tôi. Đấy. Và tôi không đặt mật khẩu. Cái này cũng đã có lịch hẹn. Thì chúng ta sẽ sau khi học cái bài PowerPoint xong thì hẹn hôm sau chúng ta sẽ học sinh sẽ vào học Zoom và thời điểm nào giờ nào. Đấy, ví dụ cái bài sắc màu miêu, chúng ta sẽ tích vào cái sắc màu thiên nhiên này. Và để tôi xem sao lại không hoạt động đây. Cái này chắc là nó cũng vướng mắc cái gì rồi. Rồi cái này tôi sẽ xử lý cái này sau. Và đến chương mục thứ ba tôi giới thiệu qua. Đấy, chương mục thứ ba là phần bài tập. Thì đây chính là cái bài tập về nhà. Bài tập về nhà của các em. Và các em sẽ phải làm cái bài tập này. Đấy, các em phải làm bài tập này. À, cái này là nội dung hôm qua tôi đã add cái em của học sinh lớp 2 vào đây. Cho nên là đây là em học sinh lớp 1. Cho nên em sẽ không xem được cái bài tập này. Không xem được cái phần nhúng Zoom này. Rồi là cái sắc màu thiên nhiên. Đấy, và tất cả tài liệu đây. Đây là do là em học lớp 1. Bây giờ tôi đăng nhập một cái em học sinh lớp 2 vào đây thì các em sẽ học cái này, đây chính lớp 2A. Đấy, lớp 2A và tài khoản lớp 2A vào chúng ta sẽ học được và sẽ xem được cái bài tập. Đấy. Thế như vậy đây là cái phần hướng dẫn của tôi đối với học sinh để chúng ta làm cái demo để chúng ta nhìn để biết được là cái tổng quan cái bài tập của chúng ta đưa lên thì học sinh nó học như thế nào và chúng ta xem như thế nào. Thì đấy chính là cái phần bài tập. Đấy, thì qua cái phần này thì tôi hy vọng rằng các đồng chí sẽ nghiên cứu và cũng thử để xem cái phần mềm này nó sẽ hỗ trợ chúng ta được đến mức độ nào và có cần gì đề xuất không, và nếu vướng mắc gì các đồng chí sẽ gọi điện trực tiếp cho tôi sẽ hướng dẫn giải đáp và thắc mắc các đồng chí, và chúc các đồng chí thực hiện thành công cái tổng thông tin học liệu và thi trực tuyến của VNPT. Của đúng rồi, VNPT là của viễn thông tổng bưu chính viễn thông Việt Nam. Đấy, cái hôm qua tôi cũng nhầm cái này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tập tối ngày hôm nay.